Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại các tỉnh vùng Đông Bắc đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Dưới sự lãnh đạo chủ trì của các sở công thương, các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, lồng ghép, kết nối các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm của nhau. Tiếp nối thành công của các hoạt động xúc tiến thương mại các năm trước, hội chợ triển lãm công thương khu vực Đông Bắc Bắc Giang 2015 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Hội chợ triển lãm công thương khu vực Đông Bắc Bắc Giang 2015 là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng chuỗi các sự kiện của tỉnh Bắc Giang kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh. Hội chợ có quy mô gần 400 gian hàng của 200 doanh nghiệp đến từ 30 tỉnh thành trong cả nước, trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa, chất lượng uy tín có thương hiệu mạnh. Hội chợ triển lãm công thương khu vực Đông Bắc Bắc Giang năm 2015 là kênh xúc tiến thương mại quan trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Đồng thời, hội chợ cũng góp phần thúc đẩy hoạt động liên kết xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch giữa các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Với các mặt hàng được giới thiệu trưng bày tại hội chợ đa dạng phong phú, gồm đồ gia dụng, đồ điện, điện tử, điện lạnh, sản phẩm cơ khí, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề v.v. và các dịch vụ như ngân hàng, tài chính, bưu chính viễn thông, tư vấn xúc tiến thương mại đã vượt ra ngoài khu vực Đông Bắc, đóng vai trò tăng cường sự liên kết giữa các tỉnh thành phố trong xu thế phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng. Cùng với đó, hội chợ thúc đẩy giao thương kinh tế, khai thác tiềm năng lợi thế hợp tác đầu tư phát triển sản xuất thương mại không chỉ giữa Bắc Giang với các tỉnh thành mà còn giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau. Qua cái hội chợ, cái sự lan tỏa của cái sản phẩm làng nghề chúng tôi nó được rất là rộng rãi, đạt được một cái điểm rất là cao, nó lan tỏa được một cái vùng rất là lớn. Thương hiệu thì có uy tín, có bảo hành về chất lượng. Tôi mang đến hội chợ sản phẩm hoàn toàn thuần Việt, do người Việt tự sáng chế và sản xuất ạ. Tôi mong muốn từ cái hội chợ này là được nhà nước mở ra nhiều hội chợ hơn nữa, được quảng bá cái sản phẩm này rộng rãi hơn nữa, để được rất nhiều người tiêu dùng biết đến ạ và dùng cái sản phẩm này ạ. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ triển lãm cũng cần được phải đổi mới và thiết thực hơn để thực sự là cầu nối giúp các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp với người tiêu dùng, góp phần đổi mới tư duy của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Chúng tôi cũng kiến nghị mong muốn rằng là cơ quan cấp trên tiếp tục quan tâm, giới thiệu các cái thành tựu, tiềm năng về kinh tế xã hội của huyện, các cái địa chỉ kinh tế và các sản phẩm đặc trưng của huyện. Và hội chợ đã mang lại cho các doanh nghiệp cơ hội để gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và phát triển hàng hóa, đã tạo công ăn việc làm bền vững cho người trong làng nghề trên địa phương. Chúng tôi đã tham mưu thường trực ủy ban là hỗ trợ các doanh nghiệp trong vấn đề quy hoạch cất đất khu cụm công nghiệp làng nghề để đưa các làng nghề, những hộ kinh doanh nhỏ lẻ ra phát triển trở thành doanh nghiệp lớn để phát triển hàng hóa trên địa bàn và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động địa phương. Vùng Đông Bắc gồm 12 tỉnh thành có nhiều lợi thế về giao thông, tài nguyên khoáng sản. Vì vậy, hoạt động xúc tiến thương mại khi có được tầm nhìn dài hạn, trọng tâm, trọng điểm gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để thu hút đầu tư phát triển thị trường, kết nối cung cầu, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện và bền vững.